chả mấy khi mà các bạn sẽ thấy được một chiếc card đồ họa mới này, một bộ vi xử lý mới và tất cả các tùy chọn hiển thị trên một màn hình 2K cũng vô cùng mới trong cùng một sản phẩm. Có thể coi là đỉnh cao của laptop gaming trong năm 2021 này, Acer ROG Zephyrus G15 với mức giá lên đến 65 triệu đồng. Có xứng đáng để các bạn bỏ ra không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Ấn tượng đầu tiên khi mà cầm trên tay Zephyrus G15 thì mình đã nghĩ là laptop gaming mà sao lại có thể vừa mỏng vừa nhẹ đến thế. Thực sự thì rất là nhẹ so với những dòng laptop gaming khác. Mình đang không so sánh với các dòng Ultrabook nhá. Với cân nặng chỉ 1,9 kg thì toàn bộ máy được làm bằng nhôm nguyên khối với thiết kế có phần đơn giản, thế nhưng mà lại vô cùng tinh xảo và rất là tinh tế. Nếu như mà ai không biết đây là Acer ROG thì hoàn toàn có thể dễ dàng nhầm tưởng đây là một chiếc máy phục vụ cho nhu cầu văn phòng. Vẫn với thiết kế đặc trưng của dòng Zephyrus thì chia nửa phần mặt trước của máy với các chấm nhỏ li ti, thế nhưng mà khác với phiên bản G14 của năm ngoái. Ở các phần chấm nhỏ li ti thì các bạn có thể cài đặt tên hay là hình ảnh với các dải led chạy dọc theo bề mặt máy. Tuy nhiên thì đối với phiên bản của năm nay thì đã loại bỏ phần đèn led đó, nhưng mà không vì thế mà chiếc laptop gaming của các bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo. Acer lần này thì đã lấp đầy từng chấm nhỏ bằng những màu riêng để khi kết hợp lại thành những dải màu sắc, và khi ánh sáng chiếu vào sẽ cho ra những màu sắc khác nhau kiểu lung linh huyền ảo ấy. Không còn thấy logo của Zephyrus nằm trên bản lề như những thế hệ tiền nhiệm trước đó, thì Zephyrus G15 được thay thế bằng bản lề Ecolip rất là đặc trưng của Acer và hai khe thoát gió tản nhiệt đặt ngay dưới phần bản lề. Phần bản lề Ecolip này thì sẽ giúp nâng máy lên một góc là 135 độ cho một góc nhìn rộng hơn này, tạo một khoảng trống phía dưới đáy máy, tăng khả năng tản nhiệt một cách tốt hơn và một góc gõ bàn phím vô cùng thoải mái. Thêm vào đó thì chiếc bản lề này còn có thể mở ra được một góc là 180 độ, khá là tiện lợi này, không chỉ phục vụ cho nhu cầu gaming mà còn có thể giải trí hay là làm việc. Các bạn có thể chia sẻ thông tin với người đối diện một cách dễ dàng hơn. Về phần màn hình thì sẽ là ba cạnh viền màn hình mỏng vẫn luôn là bắt kịp xu hướng. Tuy nhiên thì cạnh dưới lại khá là dày. Mặc dù mình biết thì đây là ý đồ của hãng khi làm cạnh dưới dày để có thể là khe thoát gió tản nhiệt không phải trực tiếp tỏa nhiệt độ vào màn hình. Và bản lề Ecolip thì cũng đã giúp nâng máy lên để có thể ăn gian phần viền màn hình này. Thế nhưng mà cạnh dưới phần màn hình của Zephyrus G15 mình vẫn thấy hơi dày một chút. Thì hơi tiếc là mặc dù đối với mức giá gần 65 triệu đồng, thế nhưng mà Acer vẫn không trang bị webcam ở cạnh trên. Tuy nhiên thì là Acer cũng sẽ có bán webcam rời và các bạn nếu có nhu cầu thì hoàn toàn có thể mua và sử dụng nhé. Về phần màn hình thì sẽ là màn hình 15,6 inch, độ phân giải 2K, tấm nền IPS, màn hình chống chói, độ bao phủ màu sắc cực kỳ ổn khi đo đạc được là 100% sRGB, 87% Adobe RGB và 97% độ phủ màu DCI B3, độ sáng là gần 350 nit. Với những thông số này thì màu sắc của màn hình hiển thị khá là chính xác và rõ màu. Đây sẽ không chỉ là một mẫu laptop dành cho game thủ mà còn dành cho những bạn chuyên về thiết kế đồ họa. Hình ảnh ở ngoài như thế nào thì lên màn hình sẽ gần như màu sắc và chính xác sẽ y như thế. Nhất là khi các bạn cần màu sắc chuẩn này để làm Photoshop hay là edit video thì màn hình này sẽ cho ra chất lượng hình ảnh và màu sắc đúng y như các bạn mong muốn. Cấu hình thì cũng không phải là dạng vừa một chút nào khi được đầu tư bộ vi xử lý là AMD Ryzen 9 5900HS với 8 x 16 luồng cao cấp nhất hiện nay, RAM 32GB DDR4, 1TB SSD kết hợp với cả NVIDIA RTX 3080. Phải nói đây là một cấu hình đáng mơ ước có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của các bạn, từ các tựa game AAA này cho đến các phần mềm chuyên về đồ họa như là Premiere, AI, After Effects và rất là nhiều các ứng dụng khác nữa thì đều có thể xử lý được hết. Thì bây giờ sẽ là phần test game để cho các bạn trải nghiệm qua hiệu năng nhé. Trải qua phần test game thì nhiệt độ trên Zephyrus G15 khá là tốt. Acer đã trang bị hệ thống tản nhiệt với kim loại lỏng và 6 ống đồng kết hợp chống bụi này sẽ giúp cho laptop của các bạn không quá nóng và giữ trạng thái ổn định trong một thời gian dài sử dụng.
và được trang bị đến 6 giải loa, bao gồm là 2 giải loa đặt ngay cạnh bàn phím và 4 giải loa dưới phần đáy máy. Với công nghệ Dolby Atmos sẽ cho các bạn hiệu ứng âm thanh vòm này, chất lượng âm thanh khá là tốt để các bạn có thể vừa chơi game vừa có thể giải trí luôn. Về bàn phím thì sẽ là bàn phím tiêu chuẩn của laptop gaming, không có bàn phím số, thế nên là khoảng cách giữa các phím vô cùng rộng rãi và hợp lý. Được trang bị đèn LED trắng thì sẽ phù hợp với tổng thể máy khi mà các bạn vừa có thể phục vụ nhu cầu gaming và nhu cầu văn phòng. Một điểm cộng cho touchpad đó chính là cực lớn và có thể gọi là lớn nhất cho các dòng laptop gaming. Cảm giác vuốt chạm thì vô cùng mượt mà, cảm ứng đa điểm. Nếu như không sử dụng laptop để chơi game thì các bạn hoàn toàn nên sử dụng touchpad này với các tác vụ khác. Cổng kết nối thì sẽ bao gồm là cổng nguồn này, HDMI, RJ45, hai cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C, khe thẻ micro SD và một jack audio combo. Với viên pin là 4 cell 90Wh cùng công nghệ hỗ trợ sạc nhanh 50% trong vòng 30 phút thì sẽ giúp các bạn trải nghiệm chơi game và làm việc một cách liền mạch hơn. Và các bạn nghĩ sao về Asus Zephyrus G15 với mức giá gần 65 triệu đồng? Cho mình biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Và đường link sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả luôn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.